Vâng, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi lại muốn chia sẻ tới quý vị và các bạn một cái cây thuốc đặc trị về cái bệnh gan nhé các bạn nhé. Đấy, các bệnh gan. Thế là nó có cái tên của tiếng địa phương mình gọi là cơ sinh, các bạn nhé. Đấy, tiếng địa phương mình gọi là cơ sinh. Thì nó có một cái tên của khoa học gọi là ưng bất bạc, các bạn nhé. Đấy, ưng bất bạc đã được nhà nước Việt Nam công nhận và nghiên cứu là cái loài cây này nó là một trong những vị nhé, một trong những vị thuốc trị về cái bệnh gan các bạn nhé. Đấy, một trong những vị thuốc trị nói chung về cái bệnh gan. Đấy, phục hồi chức năng gan rất tốt. Đấy, phục hồi chức năng gan rất tốt. Thì là gì, để hôm nay mình quay chi tiết cho các bạn xem để hiểu rõ về cái loài cây này. Đấy, từ đây nhé các bạn nhé, đây, đây là cái gốc của nó nhé các bạn nhé, đây, đây cái gốc này, nó bị lóa nắng này, gốc của nó nhé, đây, gốc mọc dưới đất lên, đấy, đây, lên nó phân tán ra cành, đây, vẫn là cái thân của nó, nha, đây, hai cành, ba cành, mà nhìn nó rất chi là xù xì nhé các bạn nhé, đấy, nhìn ở ngoài ra nó cực kỳ xù xì. Nó sần sùi y như cái kiểu nụt cóc vậy. Như kiểu cái da cóc như nào nó như thế, rất sần sùi. Mà các cái nụt này nó có gai các bạn nhé. Đây, đấy, cái nụt này có gai này. Đây lấy gai nhé các bạn nhé. Đấy, cái nụt này nó có gai này. Đấy, nụt lấm tấm có gai. Cái nụt nào to nó có gai, mấy cái nụt nhỏ này là không có gai nhé các bạn nhé. Đấy, mấy nụt nhỏ không có gai. Đấy, đây, mà nó thuộc dạng thân gỗ nhé các bạn nhé. Nó thuộc dạng thân gỗ, thuộc dạng thân gỗ, và khu vực phân bố của nó là gì, thường mọc hoang ở trên rừng. Nó mọc hoang ở trên rừng nha các bạn nhé. Đấy, khu vực phân bố nó mọc hoang ở trên rừng. Đây, vừa nãy thì mình cũng có giới thiệu tới các bạn là về cái phần cây nhé. Nhưng bây giờ lại đến cái phần lá. Lúc nãy là mình có leo lên mình lấy xuống đây để cho các bạn hiểu rõ về cái loại cây này. Đây, đây một cái cành lá của nó các bạn nhé. Đấy, đấy, cái mặt trên của lá nó có màu xanh nhé các bạn này. Đấy, có màu xanh, màu mọc đối nhá, mọc đối. Đấy, tất cả nó đều mọc đối. Đấy, mà nó cũng không có quy định là mọc bao nhiêu lá. Đấy, ví dụ như cái tép nhỏ này này, đấy có bao nhiêu lá đâu, 2, 4, 5 lá. Đấy, cái tép to này thì nó lại nhiều này, nghe chưa? Đấy, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Đấy, nó không 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 có quy định là nhất nhất là nó mọc bao nhiêu lá nhé. Đấy là cái mặt trên của lá, và đây, đây là cái mặt dưới của lá các bạn nhé. Đấy, mặt dưới của lá mà nó nhẵn bóng. Ừ, nó nhẵn nhé, sờ vào nó nhẵn. Đây, không có lông, không có nhám, và đang còn kỳ lạ một điều là tại sao cái thân cây của nó xù xì như thế này mà nó có gai gốc, mà tại sao cái lá nhé, cái lá này chẳng có gai có gì cả, hai bên mép răng cưa cũng chẳng có gì. Đấy, mình quan sát cho các bạn xem. Đấy, chẳng có gì cả, không có gai gốc. Đấy, và thêm một cái phần nữa thì lúc nãy mình đây mình có chặt ra đây rồi nha. Đây, đây mình đẻo cái vỏ ra. Đấy, đấy, mình chặt ra được cái thớ thịt của nó có màu trắng nha. Đấy, đây là về cái phần thân cây. Đấy, còn về cái phần rễ đây. Đấy, cái phần rễ của nó đây các bạn nhé. Đấy, nó cũng có màu trắng. Bộ phận dùng để làm thuốc là từ cái rễ nhé các bạn nhé. Đấy, từ cái rễ này đây, và cho đến thân cây, bộ phận dùng làm thuốc. Đấy, từ lâu nay cái bài thuốc của gia truyền nhà mình là được truyền lại là như thế, chứ về cái phần lá thì mình cũng chưa có đưa vào sử dụng bây giờ nhé các bạn nhé, chưa bao giờ đưa vào sử dụng bao giờ. Nhưng chủ yếu là mình đào lấy cái rễ nhé, chủ yếu mình đào lấy rễ. Đây, chủ yếu là mình đào lấy cái rễ này nha. Đấy, chứ mình chưa có sử dụng đến cái phần thân cây, bởi vì nó chẳng giấu gì các bạn, ở cái vùng mình nó đang còn sẵn. Đấy, chưa bao giờ dùng đến cái thân cây này. Tất cả các loại cây dây về thuốc nam thì bao giờ cái phần rễ nha. Đấy, xin nói với các bạn là bao giờ cái phần rễ thì cái dược tính nó vẫn cao. Đấy, thì cái bài thuốc của nhà mình nhá
là cho nó vào một trong những vị trị về cái bệnh gan nhé. Nói chung về cái bệnh gan là mày toàn có đào rễ của nó thôi đấy, chưa bao giờ phải sử dụng đến cái thân cây. Đào rễ là gì? Ví dụ như cái cây này này, đây, như cây này đấy, đây nó rất chi là nhiều rễ nhé. Thì mình cứ đào, mình cứ đào lấy khoảng 2 hoặc 3 rễ thôi đấy, đào lấy khoảng 2-3 rễ, còn lại để cho nó sống tồn tại tiếp các bạn nhé. Đấy, để sống tồn tại tiếp đấy, cũng cũng nói thế thôi, đào rễ đừng có đào hết cả gốc bứng gọn đi lên một cái là nó tuyệt chủng mất, mai mốt thì lấy đâu ra. Đấy, ví dụ như hết cái đời mình đến đời con cháu sau này thì biết 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 lấy đâu ra những cái loại cây thuốc như này để mà trị bệnh nữa. Đấy, cho nên mình rất chi là cẩn thận về cái vấn đề đấy. Đấy, để tôi nhắc lại một lần nữa cho các bạn ta cùng hiểu biết về cái loài cây này nhé, có tên là ưng bất bạc nha các bạn nhé, ưng bất bạc đấy, trị bệnh gan đấy và phục hồi chức năng gan rất tốt đấy, và đã được nhà nước Việt Nam công nhận nhé, đã được nhà nước Việt Nam công nhận về cái loài cây dược liệu này đấy. Tôi muốn nói với các bạn là như thế đấy, cho nên tôi muốn làm video lên đây cũng muốn chia sẻ tới tất cả quý vị và các bạn và mọi người, nếu như ai không may hoặc người nhà người thân bạn bè không may nhé, mắc phải cái căn bệnh của gan thì hãy liên hệ ngay với nhà thuốc của Chiến Thắng nhé các bạn nhé. Đấy, liên hệ với nhà thuốc của Chiến Thắng là đã có thuốc ngay đấy, và là gì, với mức độ giá cả rất chi là hợp lý. Lý do tại sao mà tôi nói như thế, trực tiếp ngày nào tôi cũng đi lên rừng tôi chặt đấy, trừ có những ngày ở nhà bốc thuốc và trừ những cái ngày mưa gió to quá là tôi không đi, còn cứ bình thường là tôi cứ tranh thủ hoặc là hở ra lúc nào là tôi lên rừng ngay đấy, chặt về trực tiếp mình băm nghe chưa đấy, cạo vỏ làm sạch sẽ băm và kết hợp những các loại thứ để nó trị vào cái bệnh gan đấy, thì tổng hợp lại tôi làm thành trang thuốc. Bởi lý do như thế cho nên là cái giá cả rất hợp lý nhé, các bạn yên tâm một điều là như thế, đã đến với nhà thuốc của Chiến Thắng là giá cả rất hợp lý đấy, chứ không bao giờ đắt đâu. Và một lần nữa cũng xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn và tất cả mọi người đã dành thời gian quan tâm theo dõi video của Chiến Thắng. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại các bạn video lần sau. Vâng, xin chào.